là chị nói là chị hai, chị ba, tức là chị gái, có thể cũng như chị ở thuê được, ở làm kiếm cơm sống được, nhưng mà người chị lo nhất là em, đúng không? Nhưng mà thật sự em mà nói thì đến giờ này 48 năm chị em mình gặp lại nhau, em rất là hạnh phúc khi nhìn thấy chị sức khỏe, và chị chắc chị cũng mãn nguyện khi nhìn thấy em hạnh phúc. Chứ sao rồi, cô thấy sao? Cô rất là mừng. Cô còn lo nữa không? Cô còn nguyện nếu mà cô gặp em cô đó, em cô bình thường thì thôi, mà em cô khổ quá. Cô nói với công với chồng là nếu em tôi khổ quá là tôi phải nhận về. Dù tối dù nghe gì cũng không có để cho em được. Cô cảm ơn em là em cô mạnh dỗ như vậy. Cô xả em ra rưới em, bà nội mặt xả em rưới em, có chuyện gì? Thú thật cái chương trình này là mỗi lần mà cúng mẹ á, ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch á, thì cứ đốt nhang rồi không biết chị sống chết làm cái bàn ở dưới á. Rồi cũng khấn là nói nếu mà chị còn sống đoàn tụ gia đình thì chú Sanh sẽ làm con heo chú Sanh tả. Thì hôm nay thì chắc cũng nhân tiện là chắc cũng đưa gia đình về Cát Khánh á. Cụ Cát á chứ không phải là chỗ chú đâu, rồi chú cũng tổ chức chú tả luôn để có chị. Để chi để mọi người xung quanh không phải gia đình mà láng giềng á, người ta nghe tin người ta mừng lắm. Như sáng giờ là người ta điện liên tục hỏi gặp chị thế nào nào, thì để lúc chị về bà con họ tập trung luôn. Rồi chú cũng mạng nguyện và chú đã có tin mà có cử có kiên có tin mà, thì chú cũng tạ trên trước luôn, chú trả cái món nợ chú đã cầu nguyện luôn. Cho nên chắc cũng xong chương trình là chúc đại gia đình chắc cũng về đó luôn, mà cũng chưa biết ý kiến anh chị sao, đã xin phép ý kiến anh chị cho không biết anh chị có đồng thuận hay không nữa. Kính thưa các anh chị và bạn cũng như các thành viên trong gia đình, ba anh Mac này đã 50 năm qua nhìn giữa hướng xe răm đến chào để chờ đón một tin người em gái của mình. Những ngày hôm nay anh Mac đấy không còn xe răm nữa, mà tại sân khấu này chị đúng chào một người chị, một người em đã đồng tàu cùng gia đình. Trong giây phút này tôi cảm thấy nghẹn ngào và xúc động. Vì bao nhiêu năm xa cách, giờ này tất cả đã đồng tụ trên một sân khấu của tại quê nhà. Và chắc có lẽ trong niềm hạnh phúc này không thể làm sao quên được một người cha đã gà trống trong 50 năm nuôi con. Và mời các anh chị cũng như các bạn hãy, bà con hãy hướng mắt về sân khấu để đón chào người cha. Xin mời ông ngồi bước lên sân khấu để cùng các con trong ngày hôm nay. Xin mời ông ngồi. Trong buổi chiều ngày hôm nay, một hạnh phúc mà
50 năm qua không bao giờ có được. Nhưng hôm nay tại sân khấu này chúng ta đã thấy một điều hạnh phúc rất là tuyệt vời của gia đình. Và để cho giây phút này đẹp hơn, những kỷ niệm này lung linh hơn, xin mời các anh chị cũng như các thành viên trong gia đình hãy cầm chiếc điện thoại trong tay để lưu lại những tấm hình đẹp nhất trong ngày hôm nay. Không gì bất công hơn việc một đứa trẻ phải chịu cảnh côi cút và lớn lên vẫn phải mang vết tủi thân trong tâm hồn. Có nỗi đau tột cùng, mong trước khi nhắm mắt được biết vì sao mình mất tất cả người thân, thì cũng có hạnh phúc tột cùng khi vào lúc vô vọng nhất bỗng được gặp người ruột thịt và trở nên được che chở, được yêu thương. Đó không phải là cổ tích, đó là giấc mơ thành hiện thực nếu cộng đồng cùng chung tay với như chưa hề có cuộc chia ly.